Không, trước tiên là cặp lờ 100 thẻ ngà, mời các bác xem em khui ra. Các bác thấy đóng rất là kỹ nha, nên góc cạnh là em đưa hàng tới cho các bác là phải đẹp, xuất sắc, không bị mốt. Đây là bên nó mình yêu cầu là người ta đóng phải là cạnh như thế này cho nó kỹ lưỡng. Vâng, và đây là tổng quan phía trước cũng như là e canh của cặp loa L100 Canary thẳng hạt về ngày 19 tháng 6 nha các bác. Đấy, e canh đẹp nha các bác. Đấy, gọn gàng, sắc nét. Hai logo. Rồi, em sẽ thao tác là lấy nó ra và để các bác xem tiếng loa, nó là thẳng hàng. Một tay hơi bị khó nha. Đây là phía trên nha các bác, đây các bác thấy nha, phía trên của cặp loa này đẹp nha, xuất sắc luôn. Vâng, vâng, đây là tiếng loa, các bác có thể thấy nó một cái chép Anico và trung Anico và bass Anico full luôn nha. Một cặp loa rất là đẹp nha, series là 2629 về ngày 19 tháng 6 và dòng loa thẳng hàng, các bác có thấy được cái độ đẹp của những tiếng loa, tiếng loa trung này, đấy, tiếng loa bass này. Đấy, nguyên bản hết nha. Các bác có thể thấy gân nó gợi sóng nha, rất là đẹp luôn. Tất cả là loa công Mỹ về, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Em về cặp nào thì các bác đều ủng hộ em lấy hết. Cặp này đợt này nó đắt hơn 500 ngàn, thì em cũng cân đối và cũng để cho các bác giá tốt nhất. Thì các bác nào cọc thì 35 triệu, nó đắt hơn vài trăm ngàn thôi, nhưng mà các bác chuyển khoản đủ thì em vẫn bán giá cũ 34 triệu 500 ngàn, tại vì chuyển khoản đủ nó đỡ tốn tiền thu hộ nha các bác, chứ còn tiền thu hộ nó rất là đắt, như là 30 triệu thì tiền thu hộ nó mất 400 ngàn rồi. Các bác nào chuyển khoản đủ thì em chỉ có bao ship thôi. Rồi sau đây là mời các bác xem cảnh trái phải, rồi em sẽ quay phía sau luôn thì các bác cùng xem. Tất cả là bao dinh cho các bác tuyệt đối nha, các bác yên tâm. Các bác mua hàng đúng series ngày nào thì em sẽ gửi cặp đó, tại bây giờ chỉ có một cặp duy nhất về thôi, hết rồi, về cặp nào thì các bác đều lấy hết rồi. Rồi em bắt đầu quay nha, cạnh trái cạnh phải để các bác cùng xem. Vâng, đây là cạnh trái của sản phẩm nha các bác. Đấy, các bác thấy cạnh nó sắc nét, nó không có bị bể hay là mốt gì nha. Vân rất là đẹp nha, vân lo rất là đẹp. Cặp này về vân thì nó đậm hơn, đậm hơn những cặp trước, nó màu cam. Và đây là cạnh bên phải nha, bên phải. Đấy, nói chung là tất cả là sắc nét và bén như dao lam. Đây là những cặp loa nó có tuổi tuổi đời rồi mà em về được những cặp nó đẹp như thế này cũng rất là tuyệt vời, để các bác vừa chơi vừa trưng bày. Mỗi kẹp về nó có độ đẹp như nhau, nhưng mà nó độ đẹp như nhau là đẹp xuất sắc, nhưng mà nó vân nó sẽ khác nhau. Chủ yếu là cạnh loa và những tiếng loa nó đẹp riêng hết cho các bác. Là phía trên nha, đẹp nha. Các bác có thể thấy cạnh này. Đấy. Cạnh loa đều là ngon lành hết nhá. Vận chuyển bên đó mà đếm xốp như thế là nên các bác yên tâm về cạnh loa nó không bị mốt méo. Chứ còn từ bến mà quán cà tông không là chắc ăn là sẽ bị mốt thôi, chứ còn em là xốp đồ gấp cạnh đồ gấp là phải ốp hết cho em. Rồi sau đây mời các bác xem video, rồi em kết thúc video và tiếp tục là cặp loa JBL 166. Vâng, đây là phía sau của cặp loa này, các bác có thể thấy cạnh của nó rất là đẹp nha, và hai trạm loa đặc trưng của nó là dòng ấn nút nha các bác. Ấn, các bác ấn và nhấc mỏ chim vào, rất là xuất sắc. Rồi bác nào yêu thì alo cho em nha. Cặp này về ngày 19 tháng 6, series là số đuôi là 26 và 29. Rồi giá 35 triệu bao ship. Bác nào chuyển khoản đủ thì 34 triệu 500 ngàn, còn chuyển khoản cọc thì 35 triệu nha các bác. Rồi em cảm ơn và hẹn các bác ở video tiếp theo. Rồi em khui cặp L166 Horizon nha.